Anh Vũ, Thợ Sơn Thành Danh Hài, cắt 8 tấc ruột vì bệnh ung thư. Anh Vũ bị ung thư đại tràng vào đầu những năm 2000, đúng lúc anh đang dần tỏa sáng trên sân khấu kịch miền Nam. Vì tình yêu với sân khấu, có lúc anh bỏ viện chạy về diễn. Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972, mới 47 tuổi, anh ra đi không chỉ quá sớm mà ở thời điểm phong độ diễn xuất của anh đang ở mức đỉnh cao, khiến khán giả và đồng nghiệp không nguôi thương tiếc. Nụ cười móm hóm hình của anh và nét diễn rất duyên của anh được lưu dấu trong vô số tiểu phẩm, vở diễn trên sân khấu kịch và truyền hình qua nhiều năm qua. Bên cạnh đó, anh Vũ cũng được nhớ đến như một con người kiên cường vượt qua số phận, đã chiến thắng căn bệnh ung thư mà anh mang phải trong suốt 19 năm qua. Vào thời căn bệnh này chẳng khác nào một bản án tử hình. Từ Thợ Sơn Thành Danh Hài được yêu thích khắp cả nước. Anh Vũ là con thứ năm trong gia đình có 7 anh em. Vì gia cảnh trước 20 tuổi, anh Vũ phải bươn chải kiếm tiền, phụ bán cà phê, uốn tóc, phụ hồ, thợ sơn. Cuộc đời anh Vũ thay đổi khi anh nhìn thấy tấm biển tuyển sinh của sân khấu nhỏ 5B đường Võ Văn Tần. 5B là nơi đào tạo ra nhiều nghệ sĩ thành tài, thành danh ở buổi đầu sự nghiệp. Anh Vũ là một trong số đó. Theo học diễn xuất, anh Vũ sớm nhận ra thiên hướng của mình. Theo cách dùng từ của nhà báo Nguyễn Thanh Hiệp, anh Vũ phấn đấu không ngừng dù chỉ có trái tim nồng nàn dành cho nghệ thuật. Từ học trò cưng của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, anh Vũ được lên sân khấu trở thành diễn viên hài. Từ những vai diễn nhỏ, anh trở thành thành viên nhóm hài Trắng Đen do Lê Quốc Nam làm trưởng nhóm. Nhóm Trắng Đen được yêu thích, anh Vũ tìm được chỗ đứng trong nghề. Bên cạnh diễn hài, anh Vũ cũng muốn tham gia chính kịch nên chấp nhận đóng vai nhỏ tại sân khấu 5B. Sau này chuyển qua kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang. Sau đó, sân khấu Hồng Vân thành lập, anh Vũ bắt đầu đầu quân về đây. Nhờ tài năng, anh được bà bầu Hồng Vân giao vai lớn. Giữa lúc sự nghiệp bắt đầu thăng hoa, anh Vũ phát hiện mình bị ung thư đại tràng giai đoạn 2. Chỉ cần muộn hơn 2 tuần thì có thể di căn. Bất chấp số phận, anh Vũ giấu bệnh tình tự điều trị, còn trở lại sân khấu giữa lúc điều trị dở. Sau thời gian lăn lộn và thành công với nghề diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mở chi nhánh sân khấu thứ 3 của kịch Phú Nhuận. Anh Vũ giữ chức phó giám đốc chi nhánh rạp Kim Châu. Từ đây, anh trở thành người dẫn dắt, nâng đỡ những tài năng trẻ khác. Khán giả thế hệ sau này biết đến anh Vũ qua các tiểu phẩm, vở diễn truyền hình phổ biến như Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cùng Hồng Vân, Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Hòa Hiệp, v.v. Anh Vũ thể hiện chất hài miền Nam tự nhiên, duyên dáng, song hành cùng với tuyến hài miền Bắc trong các chương trình. Đã có thời khán giả được xem hài Nam Bắc đồng hành chính là nhờ công của những nghệ sĩ như anh Vũ. Chính nhờ giai đoạn truyền hình, anh Vũ từ một danh hài, một diễn viên thành danh trên sân khấu kịch Sài Gòn trở thành một nhóm diễn viên hài thuộc kiểu quốc dân được khán giả cả nước quen mặt. Bên cạnh đó, anh Vũ cũng góp mặt trong điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn trở lại đây. Kể từ khi phim Ăn Khách Gái Nhảy của Lê Hoàng, anh Vũ được hóa thân vào vai má mì ngọt đến mức khán giả cho rằng vai này được Donny đóng giày cho anh. Những ai biết đến danh hài từng từ chối đạo diễn Lê Hoàng sau đó mới nhận và hóa ra là xuất sắc. Bên cạnh đó, anh Vũ còn đóng Khi Có Đàn Ông Có Bầu, Gái Ế Kén Chồng, Ung Thư Ở Tuổi 30, Cắt 8 Tấc Ruột và Cú Ngã Trên Sân Khấu. Trước Phương Mai và Lê Bình, giới diễn viên miền Nam đã có một tấm gương kiên cường chiến thắng căn bệnh ung thư hiểm nghèo, đó chính là anh Vũ. Thậm chí, anh mắc căn bệnh quái ác này vào thời kỳ mà ung thư chẳng khác nào bản án tử hình treo trên đầu mỗi người. Ở thời đó, người bệnh chỉ có cách sống chung với lũ, chữa trị mà không biết sống chết ra sao. Vì căn bệnh ung thư đại tràng, anh Vũ vừa phải phẫu thuật hóa trị, anh vào viện cắt đi 8 tấc ruột già, rồi được tiến hành hóa trị, tức sống chung với ca. Giai đoạn này khiến anh bị vật đến rã rời. Đến liều thuốc thứ 5, tôi như người mất hồn. Tự dưng tôi nhớ sân khấu, quay quắt. Thế là tôi trốn viện để về được diễn, anh Vũ từng kể. Diễn đến đoạn nghệ sĩ Cát Phượng tát vào mặt tôi. Bình thường còn khỏe và tỉnh táo, tôi dùng kỹ thuật để té ngã. Hôm đó vì mệt tôi không né được cú tát nên lãnh trọn cú tát té sấp xuống sân khấu. Cát Phượng hoảng hốt, toát vai chạy lại hỏi tôi có sao không. Tôi ứng đối liền, tôi không phải là tên anh Vũ nghe. Thế là cả hai nhập vai lại rồi tiếp tục diễn. Khán giả vỗ tay động viên, tôi vui đến rơi lệ. Anh Vũ tự hào nhớ lại. Anh Vũ nói, có lẽ sự cứng đầu và yêu nghề đến quên cả bệnh tật. Anh được trời thương,
được giải thoát khỏi căn bệnh ung thư. Nói là trời thương nhưng chính nghị lực và sự đồng hành của người mẹ đã giúp đỡ anh vượt qua. Anh Vũ giữ cho mình tinh thần lạc quan, đồng thời thực hiện chế độ ăn uống chọn lọc hơn cá, khoai lang, rau xanh và tập yoga. Có thời anh bị đặc biệt danh là Vũ Khoai Lang. Thêm vào đó, anh Vũ từng kể một cô gái u não đã tặng anh con hàng giấy để giúp anh có tinh thần mạnh mẽ.